đến với những thông tin chi tiết trong ngày hôm nay, các bạn đừng quên bấm đăng ký kênh và nhấn nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất, những cập nhật nóng hổi nhất về bóng đá mỗi ngày. Và sau đây là những nội dung chính trong ngày hôm nay. Nhận định, câu lạc bộ Công an Hà Nội và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chờ Quang Hải tỏa sáng. V-League khởi sắc, huấn luyện viên Tuzier âu lo tiến linh. Huấn luyện viên Gong Okyun bất ngờ trở lại Việt Nam. Sự thật về huấn luyện viên Mai Đức Chung không được tham dự World Cup. Nhận định, câu lạc bộ Công an Hà Nội với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chờ Quang Hải tỏa sáng. Nhận định, dự đoán kết quả bóng đá câu lạc bộ Công an Hà Nội với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trong khuôn khổ giai đoạn 2 của V-League 2023 lúc 19:15 ngày 16 tháng 7. Câu lạc bộ Công an Hà Nội sẽ đụng độ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trong trận đấu mở màn giai đoạn 2 V-League 2023. Đây là trận cầu hấp dẫn giữa hai đội bóng sở hữu hai trường phái khác biệt. Một đội thiên về tấn công và đội còn lại rất mạnh về phòng ngự. Câu lạc bộ Công an Hà Nội trở thành đội bóng có hàng công mạnh nhất sau giai đoạn 1 với 29 bàn thắng. Chân sút John Clay của câu lạc bộ Công an Hà Nội đang đứng thứ hai trong cuộc đua vua phá lưới với 9 bàn. Phong độ tốt của các cầu thủ hàng công câu lạc bộ Hà Nội đã giúp họ đứng đầu sau giai đoạn đầu tiên. Tuy nhiên, ở hai trận đấu gần nhất, câu lạc bộ Công an Hà Nội thi đấu không tốt. Họ lần lượt nhận thất bại trước SHB Đà Nẵng vòng 13 V-League 2023 và Nam Định Cúp Quốc gia 2023. Kết quả này khiến câu lạc bộ Công an Hà Nội bị các đội bóng phía sau áp sát ngôi đầu, trong khi họ chỉ còn đấu trường V-League để níu giữ cơ hội giành danh hiệu mùa này. Phong độ không tốt của câu lạc bộ Công an Hà Nội đến đúng thời điểm ra mắt của hai tân binh Philip Nguyễn và Quang Hải. Màn thể hiện của Philip Nguyễn là không tệ. Anh cho thấy đẳng cấp của một cầu thủ đến từ châu Âu với khả năng làm chủ vòng cấm và phản xạ nhanh nhạy. Tuy nhiên, một mình anh không thể khóa lấp cho những lỗ hổng mà hàng thủ để lộ ra. Trong khi đó, màn trình diễn của Quang Hải thực sự là đáng lo. Anh chơi mờ nhạt trong cả hai trận đấu vừa qua. Anh gặp khó khăn trước sự theo kèm của cầu thủ đối phương. Bên cạnh đó, Quang Hải chưa tìm được sợi dây liên lạc với các đồng đội. Điểm mạnh trước thời cơ của Quang Hải cũng chưa được phát huy. Đối thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh là cơ hội tốt để Quang Hải tỏa sáng. Cho đến lúc này của mùa giải, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã có thành tích khả quan. Trước mùa giải năm nay, họ nằm trong nhóm có nguy cơ xuống hạng. Tuy nhiên, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Thành Công đã hạ cánh an toàn khi bước vào giai đoạn 2. Dù vậy, phong độ gần đây của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh không tốt, họ chỉ thắng 1 trong 4 trận đấu gần nhất và trận thắng đó là trước đối thủ Long An ở Cúp Quốc gia. Ngoài ra, Hà Tĩnh chơi không tốt trên sân khách, họ chỉ hòa và thua khi rời xa sân Hà Tĩnh kể từ vòng đấu thứ 4. Chưa tròn một tháng trước, Hà Tĩnh cũng nhận thất bại khi làm khách trên sân của câu lạc bộ Công an Hà Nội. Dường như việc mất đi sự cổ vũ tinh thần của khán giả nhà khiến Hồng Lĩnh Hà Tĩnh không thể trình diễn thứ bóng đá máu lửa. Với những lý do đó, cơ hội giành điểm ở lần tái ngộ câu lạc bộ Công an Hà Nội là không cao với đội bóng của huấn luyện viên Nguyễn Thành Công. Sau đây là đội hình dự kiến của trận đấu này. Câu lạc bộ Công an Hà Nội: Philip Nguyễn, Tấn Sinh, Tiến Dụng, Văn Hậu, Văn Toàn, Văn Thành, Quang Hải, Văn Phương, John Clay, Gustavo và Sasset. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: Quang Tuấn, Văn Đức, Diallo, Văn Trâm, Gian Sessio, Paulo Pinto, Trung Học, Văn Hạnh, Quang Nam, Viết Triều, Văn Đức. V-League khởi sắc, huấn luyện viên Tuzier âu lo tiền linh. V-League bước vào giai đoạn 2 bằng những trận đấu mà các nội binh chơi nổi bật. Nhưng huấn luyện viên Philip Tuzier không khỏi lo âu cho chân sút số 1 đội tuyển Việt Nam. V-League khởi sắc, ấn tượng nội binh. Các trận đấu sớm ở giai đoạn 2 mùa giải 2023 vừa kết thúc với những tín hiệu khá vui dành cho huấn luyện viên Philip Tuzier lẫn đội tuyển Việt Nam khi diễn ra tương đối tốt về mặt chuyên môn trong cả hai cuộc đua vô địch và chủ hạng. Không chỉ tốt về mặt chuyên môn, 2 trong số 3 chiến thắng ở các trận đấu đầu tiên giai đoạn có tính chất quyết định này được mang về cho Viettel, Sông Lam Nghệ An là từ sự xuất sắc của những nội binh thay vì nhờ hơi thở ngoại như trước. Đáng nói, tất cả những cầu thủ nội chơi nổi bật ở các trận đấu vừa qua phần lớn đã và đang là học trò cưng của huấn luyện viên Philip Tuzier như Văn Tiến U23, Mạnh Quỳnh U19 hay như Mạnh Dũng, Hoàng Đức. Những gì vừa cho thấy ở các trận đấu đầu tiên giai đoạn 2 của V-League giúp huấn luyện viên Philip Tuzier nhiều lựa chọn hơn về mặt nhân sự trong đợt tập trung tới của đội tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên Philip Tuzier chưa hết lo, vì đâu? Chiến lược gia người Pháp chọn lối chơi tấn công cho đội tuyển Việt Nam. Điều này đồng nghĩa rất cần nhiều tiền đạo tốt trong thời gian tới. Thế nhưng, đây đang là điều khiến ông Tuzier đau đầu thực sự. Bỏ qua Công Phượng, Văn Toàn, hiện tại thuyền trưởng đội tuyển Việt Nam đang trông cả vào tiến linh cho khâu ghi bàn ở các đợt tập trung hay vào loại World Cup tới đây. Thế nhưng những gì mà chân sút từng là số 1 đội tuyển Việt Nam cho thấy tại V-League mùa này thực sự đang khiến cho ông thầy người Pháp phải đau đầu khi thực sự sa sút phong độ. Tính đến thời điểm hiện tại sau 14 vòng đấu, số lần lập công của tiến linh chỉ vỏn vẹn có 1 bàn. Đó là con số đủ khiến tất cả phải âu lo, trong đó có ông Tuzier. Có nhiều nguyên nhân khiến tiến linh sút giảm phong độ như chấn thương hoặc chưa hợp với lối chơi mà các huấn luyện viên đưa ra chẳng hạn. Nhưng vì lý do gì đi chăng nữa cũng vẫn đang khiến thuyền trưởng đội tuyển Việt Nam đau đầu. Đương nhiên, ông Tuzier không chỉ có mỗi tiến linh khi còn Tuấn Hải, Văn Tùng. Nhưng rõ ràng, quả bóng bạc Việt Nam chưa thức giấc dù mùa giải sắp đi đến hồi kết đủ khiến phải lăn tăn ở đợt tập trung tới đây. Huấn luyện viên Gong Okyun bất ngờ trở lại Việt Nam. Huấn luyện viên Gong Okyun bất ngờ xuất hiện tại Hà Nội theo dõi một trận đấu tại V-League. Cuối năm 2022,
Huấn luyện viên Goh Kyun quyết định chia tay bóng đá Việt Nam sau giải đấu duy nhất là vòng chung kết U23 châu Á 2023, khiến không ít người hâm mộ bóng đá Việt Nam bất ngờ và tiếc nuối. Sau khi thôi dẫn dắt U23 Việt Nam, huấn luyện viên Goh Kyun trở về Hàn Quốc học và nhận bằng AFC Pro, đồng thời bày tỏ mong muốn trở lại Việt Nam làm việc. Ngày 15 tháng 7, huấn luyện viên Goh Kyun bất ngờ xuất hiện tại Hà Nội. Ông Goh có mặt trên sân vận động Hàng Đẫy để theo dõi trận đấu giữa Viettel và Hải Phòng vòng 1 giai đoạn 2 V-League 2023. Trong đội hình Viettel hiện có một số cầu thủ từng gắn bó với huấn luyện viên Goh Kyun như Khuất Văn Khang, Trần Danh Trung, Nhâm Mạnh Dũng, Phan Tuấn Tài hay Nguyễn Thanh Bình. Tại khu vực khán đài A, huấn luyện viên Goh Kyun ngồi cạnh tân giám đốc kỹ thuật Koshida Takeshi của bóng đá Việt Nam và tỏ ra khá chăm chú theo dõi trận đấu. Trước đó, một số thông tin tiết lộ nhà cầm quân này đã nhận được lời mời của một số đội bóng, trong đó có cả các câu lạc bộ tại V-League. Sự xuất hiện của huấn luyện viên Goh Kyun trên khán đài trận Viettel và Hải Phòng mang đến nhiều dự đoán về việc nhà cầm quân 48 tuổi có thể đồng hành cùng bóng đá Việt Nam trong thời gian tới, điều mà người hâm mộ bóng đá Việt Nam cũng đang mong đợi. Sự thật, việc huấn luyện viên Mai Đức Chung không được tham dự World Cup. Mới đây, VFF đã lên tiếng trước thông tin huấn luyện viên Mai Đức Chung không được dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam tham dự World Cup nữ 2023. Thời gian qua, rộ lên thông tin huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ không được trực tiếp chỉ đạo đội tuyển nữ Việt Nam tại World Cup nữ 2023 bởi vì chiến lược gia 72 tuổi hiện vẫn chưa có chứng chỉ FIFA Pro. Nguồn tin này cho rằng theo quy định của Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA, huấn luyện viên trưởng phải có bằng FIFA Pro mới được dẫn dắt đội tuyển quốc gia tham dự một vòng chung kết World Cup. Các tin đồn trên mạng xã hội còn phỏng đoán nhiều khả năng trợ lý Đoàn Thị Kim Chi sẽ là người được chỉ định vào vị trí huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam ở giải đấu sắp tới bởi cựu danh thủ 44 tuổi đã hoàn thành khóa học FIFA Pro, loại bằng cao nhất trong hệ thống của FIFA từ lâu. Khi còn theo đuổi sự nghiệp thi đấu, bà Kim Chi được công nhận là cầu thủ nữ xuất sắc nhất lịch sử bóng đá Việt Nam với 4 danh hiệu quả bóng vàng. Trợ lý Đoàn Thị Kim Chi sẽ chỉ sắm vai huấn luyện viên trưởng đội tuyển nữ Việt Nam trên giấy tờ. Người trực tiếp đưa ra những chỉ đạo vẫn là huấn luyện viên Mai Đức Chung. Sự thay đổi mang tính hình thức này nhằm mục đích đáp ứng những tiêu chí khắt khe mà Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA đặt ra ở vòng chung kết World Cup nữ 2023. Tuy nhiên, mới đây nhất, Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF đã phủ nhận thông tin đồn thổi, đồng thời lên tiếng khẳng định huấn luyện viên Mai Đức Chung vẫn được đăng ký chính thức huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tại FIFA World Cup nữ 2023. Danh sách này cũng đã được FIFA tiếp nhận theo đăng ký chính thức từ VFF. Như vậy, thông tin về việc huấn luyện viên Mai Đức Chung không được trực tiếp chỉ đạo các trận đấu của đội tuyển nữ Việt Nam vì chưa có bằng pro là sai sự thật. Ông Mai Đức Chung vẫn đang đồng hành cùng các học trò trong quá trình biến giấc mơ thành hiện thực tại World Cup bóng đá nữ. Thực tế, World Cup có áp dụng những tiêu chuẩn nhất định về bảng cấp huấn luyện viên, nhưng chỉ trong khuôn khổ bóng đá nam. Các huấn luyện viên trưởng muốn chỉ đạo vòng chung kết World Cup bóng đá nam cần có bằng pro. Tuy nhiên, World Cup nữ thì không yêu cầu tiêu chí này. Đội tuyển nữ Việt Nam đá trận ra quân gặp đội tuyển Mỹ vào ngày 22 tháng 7, sau đó lần lượt gặp Bồ Đào Nha ngày 27 tháng 7 và Hà Lan ngày 1 tháng 8. Thời điểm này, đội tuyển nữ Việt Nam đang cần sự động viên, đồng hành của người hâm mộ cũng như các cơ quan báo chí để giữ vững sự tự tin của phong độ tốt nhất tại giải đấu lớn nhất hành tinh này.